Hello, xin chào các anh chị. Sau một thời gian thì mình cũng xem một số cái review ở trên mạng thì cuối cùng mình cũng quyết định mua thêm một cái microphone để làm podcast. Thì cái microphone này nó là của AKG ha. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp xem cái trong đây nó có gì các anh chị ha. Rồi, chúng ta có cái có thể nhìn sơ qua đây. Wow, đầu tiên là cái micro là cái anh chị mở cái hộp qua bên ha. Đây, chúng ta nhìn đây rất là xịn sò luôn, cầm rất là chắc tay luôn, nặng trịch luôn các anh chị. Và nó bằng kim loại nha, nó không phải bằng nhựa đâu. Cảm giác rất là chắc tay luôn, xịn sò, rất là đẹp nè, chúng ta có thể nhìn nè, nó bằng kim loại ha. Thì còn xài sao thì không biết ha, chỉ có thấy review là rất là xịn thôi, chứ còn sử dụng sao thì để mình sử dụng xong cái gì mình feedback lại cho mọi người. Thì ngoài cái này đó thì nó có kèm theo một cái sợi dây USB Type C, một bên là USB A bình thường ha, một bên là Type C. Rồi cơ bản nó chỉ có vậy thôi. Và cái này chúng ta có cái núm chỉnh ha, mình có thể sử dụng cái mic trước và mic sau nè. Cái này hay ở chỗ là nó sử dụng được hai mic ha, cái mic trước và mic sau để mình có thể làm phỏng vấn hay nó cũng được. Rồi ok, rồi cơ bản vậy thôi ha. Là mọi người đẹp lắm nha.